Đó, chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật một số mặt hàng nông sản có mặt tại chợ Đầu Mối Hóc Môn hôm nay. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chỗ nhập hàng, bán hàng của anh Nhẫn nha quý vị. Ở đây là chuyên về sỉ. Ở đây là chuyên về sỉ nha quý vị, nó không có lẻ nhưng mà phía trên này đây là cái công nè. Đó, hàng công đó quý vị. Đây là hàng nhập khẩu nha quý vị. Đó. Đó, công đó là người ta bán vậy nè, đó mình lại đây là mình mua. Có cái số điện thoại của anh Nhẫn ở trên màn hình video đó quý vị. Thì cà rốt này phải không? À, cà rốt trong kia quá trời trong kia. Cái ngay chặt quá mình cũng không bước vô được quý vị. Cái cà rốt đó là một bịch 10 kg ha. Dạ dạ 10 kg. À, cà rốt giá 8.000 tới 10.000 là 8.000 10.000 một ký ha. Dạ, một, dạ đúng rồi. 8.000 đến 10.000 một ký, giá nó dao động nha quý vị. Mình chỉ đọc cái giá là nó tham khảo dao động, cái giá hiện tại bây giờ là 8.000 đến 10.000 một ký cho một bịch như vậy là 10 ký nha quý vị. Ở đây là người ta bán 10 ký người ta mới bán. Rồi ở đây là có bắp sú quý vị. Là sú tim á gì phải không? Ở này là cải thảo ha. Cải thảo á thì một kiện này là một bịch này là nhiêu? Dạ bịch 25 kg. Một bịch 25 kg. À, anh chủ anh nói là một bịch 25 kg á quý vị. Một bịch 25 kg hiện tại giờ á, cái giá nó là 160 cho tới 260. Thì cái giá nó tham khảo vậy nha quý vị. Còn nếu mà mình có mua về bán á, thì mình gọi trực tiếp với chủ á, để mình nắm cái giá rồi cái tùy theo cái loại hàng nữa nha quý vị. Rồi mình lên trực tiếp gặp anh Nhẫn á, là mình thương lượng, mình xem hàng để mình mua bán nó lâu dài. Còn mình á, là làm cái video này mục đích là chia sẻ để kết nối với giữa cái người mà tiểu thương chợ sỉ tại chợ Đầu Mối Hóc Môn với lại cái những cái anh chị mà mua về bán lẻ, là mình chỉ cho cái giá nó tham khảo như vậy thôi. Rồi cái mặt hàng á mình cũng quay nó kỹ kỹ á, để cho anh chị tham khảo. Trên màn hình video quý vị là cái số điện thoại của anh Nhẫn đó. Thì Nhẫn cũng còn nhỏ tuổi quý vị, thì cứ mình cứ gọi cho em đó, rồi mình nói chuyện, mình hỏi giá, mình cập nhật, rồi mình mua bán rồi rất là dễ. Ôi công 40 feet dài quá trời luôn. Để đi qua bên đây mình quay tiếp cái công bên đây quý vị. Ở đây còn cái công nữa. Theo chủ đây. Đây ha, đây là sú ha. Ôi trời ơi, chúng ta thui lùi. Đó vợ lấy cái này ra. Dạ này sú tim nói chung luôn. À sú tim nè. Dạ nguyên công. Ồ nguyên công còn đầy nhóc luôn nha quý vị. Đó một công quá trời luôn. Thì cái sú thì giá dao động từ 150 cho tới 250. Là sú này là nó một là cái này nó nhiều. Cũng 25 kg luôn nha quý vị. Một bịch nó là 25 kg, giá nó dao động là từ 150 cho tới 250. Đó, giá tham khảo như vậy. Rồi quý vị có mua hàng cứ gọi trực tiếp với cái người bán hàng á, thì nó dễ hơn nha quý vị, chỉ về cái giá nó chính xác hơn. Ở cái vị trí này là ở sau chợ quý vị, ở sau chợ đây là đường số 4 á quý vị. Đó trước mặt quý vị đang xem á, các bạn đang xem ở video á, là đường số 4. Thì cặp bên hông chợ Đầu Mối Hóc Môn á, thì chạy qua chợ, vô đường Nguyễn Thị Sóc, chạy qua chợ Đầu Mối Hóc Môn, qua vừa qua cặp bên hông chợ là đường số 4. Đường số 4 nó chạy từ ngoài đường Nguyễn Thị Sóc á, chạy thẳng vô đây là cuối đường số 4 luôn quý vị. Cuối đường số 4, mình đứng đây là cuối đường số 4 nè. Là mé bên hiện tại giờ mấy bên tay trái á, màn hình video á, là chợ á. Đó chợ bên đó đó. Còn những cái công hàng á, thì nằm ở bên tay đường.
nó cũng dễ để tìm lắm quý vị. Rồi mình có đi đến đây thì có gì mình liên lạc cái số điện thoại á, rồi em nó ra trước mình vô đây nè, đó hai cái cong này nè, đầy nhóc luôn. 25 kg mà cái giá nó dao động á, là từ 150 cho đến 250 là bắp sú. Còn cải thảo thì 160 cho tới 260.000 cho một bịch 25 kg. Còn cà rốt này quý vị, cà rốt này là 8.000 nè, 8.000 tới 10.000 tùy loại rồi nha quý vị. Quý vị mình mua về kinh doanh thì cứ gọi cho em nó rồi mình xem hàng mình mua bán, rồi em nó có giao hàng nữa nha quý vị, giao hàng tận nơi luôn. Nhà em nó có điều kiện xe cộ rồi đó, quý vị mà mua nhiều bán thì cứ gọi cho em nó để mình coi coi em nó giao như thế nào. Nhiều khi mình mua ở đây nhà người ta giao luôn nó rẻ hơn nha quý vị. Đó, video mình đã đến đây kết thúc. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.